khéo ăn khéo nói sẽ có cả thiên hạ. 6 kỹ năng giao tiếp của người khôn ngoan. Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh Sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, có một sự thật mà không ai trong số chúng ta có thể phủ nhận. Đó là ăn nói khéo léo được cho là kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết trong xã hội hiện đại. Kỹ năng này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa giao tiếp giữa người với người, giúp bạn có thể đến gần với thế giới của người khác. Những người có tài ăn nói ra lời nào cũng đều có thể chiếm được thiện cảm và khiến người khác phải chú ý đến, từ đó sẽ dễ dàng tạo được các mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Thế nhưng tài ăn nói không tự nhiên mà có. Chẳng ai bẩm sinh đã giỏi giao tiếp, kể cả đối với các chuyên gia hùng biện. Không phải trong trường hợp nào, những lời họ nói ra cũng đều được tán dương. Tán nói của họ cũng chỉ có được sau quá trình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, cũng giống như Tổng thống Lincoln, vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Trước khi bước vào con đường chính trị, ông từng có thời gian dài bị mọi người chê cười vì tật nói lắp của mình thế. Nhưng kể từ khi cố gắng để trở thành một luật sư, ông đã hiểu ra tầm quan trọng của tài ăn nói. Từ đó mỗi ngày ông đều kiên trì luyện nói trước gương hoặc trên bờ biển. Cuối cùng ông cũng đạt được những thành tựu nhất định nhờ sự khổ luyện của mình. Nhờ vậy không chỉ trở thành một nhà hùng biện, một luật sư tài ba, Lincoln còn tham gia chiến trường và trở thành vị tổng thống đáng nhớ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chẳng phải tự dưng người ta cho rằng khéo ăn, khéo nói sẽ có được cả thiên hạ. Quả thật càng là người thông minh hoặc càng lĩnh hội được những kỹ năng xã giao quan trọng, biết cách đối nhân xử thế khôn ngoan, giao tiếp thông minh và hiệu quả. Và 6 kỹ năng giao tiếp của người thông minh dưới đây được đúc kết ngắn gọn, giúp bạn có thể chinh phục được mọi đối tượng trong mọi hoàn cảnh. Vậy 6 kỹ năng đó là những kỹ năng nào? Kính mời quý vị khán thính giả hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm qua bài chia sẻ ngay sau đây. Kỹ năng thứ nhất, những chuyện đã qua nói nhẹ nhàng không xoáy sâu. Một người thông minh trong cách đối nhân xử thế là người không nhắc tới quá khứ của người khác, hay dùng những điều đã qua làm tư liệu để làm thú vui tám chuyện của chính mình. Một huấn luyện viên trong đội bóng chuyền nữ bị phóng viên ép hỏi rằng tại sao cô ly hôn chồng cũ, anh ta đã làm điều gì xấu sao? Thấy không thể né tránh câu hỏi của phóng viên, nữ huấn luyện viên đã suy nghĩ một chút rồi trả lời rằng anh ấy là cha của con tôi, vì vậy tôi không muốn làm việc gì tổn thương đến anh ấy. Anh ấy là một người cha tốt, nên con gái tôi cũng rất quyến rũ bên anh ấy. Dù đã ly hôn, cô ấy vẫn lựa chọn dùng những cách cư xử nhẹ nhàng và thiện lương để nói về chồng cũ của mình. Còn người phóng viên, chắc hẳn khi đặt câu hỏi riêng tư như vậy, người đó hy vọng có thể đào bới ra vài thông tin, giúp tin tức của mình thêm hấp dẫn. Chỉ tiếc rằng, cách trả lời của nữ huấn luyện viên quá khéo. Tương tự trong cuộc sống, đừng bao giờ tùy tiện nghị luận về cuộc đời của người khác. Bản thân bạn có đủ tốt đẹp và hoàn mỹ chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thay vì dùng những lời lẽ công kích người khác, kể quá khứ và nỗi đau của họ làm trò đùa, hãy cố gắng học hỏi, làm đẹp trí tuệ và nâng tầm giá trị của bản thân. Nói xấu người khác không giúp bạn đẹp lên, trái lại nó còn làm nhân cách của bạn thụt lùi. Nếu không hiểu hãy im lặng, vì bạn không bao giờ biết người khác đã trải qua những gì. Nếu hiểu được càng phải im lặng, bởi cuộc sống của ai cũng có những nỗi khổ riêng. Là người ngoài cuộc thì không nên tùy tiện phán xét, càng không nên xoáy sâu vào quá khứ của người khác để thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Đặc biệt khi bạn thiện ý khuyên nhủ người khác, đừng luôn miệng nhắc về những sai lầm trong quá khứ của họ. Nếu không muốn kích thích tâm lý phản kháng, nhấn mạnh nỗi đau của họ thêm lần nữa, cho dù bạn có ý tốt, chỉ muốn họ nhanh chóng chấp nhận sự thật, vốn là thiện ý, nhưng do diễn đạt sai cách cũng có thể trở thành ác ý. Dù là khen hay chê cũng cần có kỹ xảo, có thứ tự trước sau, khiến đối phương sẵn lòng lắng nghe và tiếp nhận một cách thoải mái. Những người thông minh sẽ không dùng cái nhìn thiển cận của mình để soi mói cuộc đời hay chuyện quá khứ của người khác. Mỗi người đều có khuyết điểm riêng, tu dưỡng bản thân từng ngày mới là cách sống khôn ngoan. Kỹ năng thứ hai, những chuyện thường ngày nói hài hước. Đã bao giờ bạn bị cuốn hút bởi lối nói chuyện hài hước? Chưa tuy cùng một câu chuyện, nhưng mỗi người sẽ có những cách diễn đạt khác nhau để chúng trở nên thú vị và tinh tế hơn rất nhiều.
Trong đó sự hài hước là cách giao tiếp hiệu quả và dễ dàng thu hút người đối diện. Đôi khi trong giao tiếp, chúng ta không nên sử dụng mãi những cách nói chuyện thông dụng, có phần thô cứng. Tại sao không thử cách nói chuyện hài hước, dẫn dắt người nghe theo một hướng khác để tạo sự mới mẻ, đặc biệt là trong những câu chuyện thường ngày, tưởng như chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt đời thường. Nhưng nếu được pha thêm một chút hài hước, vừa giúp kéo gần mối quan hệ của đôi bên, vừa giúp bạn trở thành người có sức hút. Những người có khiếu hài hước, họ là những người thân thiện, luôn mang lại niềm vui cũng như nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Vì vậy họ thường chứng được nhiều thiện cảm và sự yêu mến của những người xung quanh. Mặc dù khả năng hài hước là một năng khiếu mà không phải ai cũng có, tuy nhiên hãy hiểu rằng tính hài hước không phải là bẩm sinh, nên bạn có thể cố gắng cải thiện được. Song sự hài hước cũng nên được tiết chế một cách tinh tế, nhẹ nhàng chứ không phải quá lố lăng kẻo lại phản tác. Dụng tục ngữ nói là nói chẳng mất tiền, mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hài hước cũng tương tự, muốn nói thì phải nói sao cho hợp lý, giữ nguyên tắc, nắm được mức độ cần nói, phân biệt rõ từng trường hợp. Đùa giỡn qua chốn sẽ dễ gây chuyện thị phi, bởi vậy muốn thể hiện sự hài hước thì cũng phải chú ý tới mức độ. Nếu không nắm được liều lượng của hài hước thì sẽ làm tổn hại tới hình tượng thành thực, trang trọng và đáng tin cậy của bạn trong lòng người khác, đồng thời giảm bớt uy tín của bản thân trong mắt họ, thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ đôi bên. Đừng bới móc hay cười nhạo người khác, cũng đừng nhại lại hành động hay câu nói của họ. Để chế giễu đừng lại nhải nói không biết chán, bởi vì ngôn ngữ hài hước cần phải khổ luyện. Đừng chỉ biết trêu đùa giỡn chơi, như thế bạn chỉ được cái tiếng là thằng hề chứ không phải là hài hước. Trong công việc cũng như vậy, đặc biệt là ở những nơi thường xảy ra sóng gió, như văn phòng làm việc thì càng phải chú ý tới nghệ thuật nói đùa. Cho dù là một câu nói đùa nhẹ nhàng nhất, cũng phải cẩn trọng. Đương nhiên là chẳng ai bắt bạn phải miệng câm như hến. Cả có, thể nói hài hước là khả năng mà mỗi người nên có và nên rèn luyện, bởi hài hước sẽ giúp bạn đến gần nhiều đối tượng hơn, tạo thiện cảm, ngay cả với những ai thù địch với chính bạn. Bạn cũng cần hài hước, có chừng mực và chú ý hoàn cảnh giao tiếp đang diễn ra để chọn kỹ năng hài hước phù hợp, không gây khó chịu hay cảm giác nhạt nhẽo với người nghe. Kỹ năng thứ ba, những chuyện chưa biết rõ nói thận trọng. Đối với những việc mà mình không biết rõ, nếu bạn có thể cân nhắc nói ra một cách thận trọng và nghiêm túc thì mọi người sẽ cảm thấy bạn là người đáng tin. Còn như không biết rõ mà nói một cách tùy tiện thì bạn sẽ sớm đánh mất lòng tin của nhiều người, thậm chí còn trở thành người thiện cận. Trên một chiếc xe lửa nọ, có một cậu bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ và hét lên: "Ô ơi, mau nhìn kìa, cái cây kia nó đang tự mình đi lùi lại." Người bố nghe vậy liền mỉm cười với con. Một cặp vợ chồng trẻ ngồi cùng khoang với họ, tỏ vẻ thương hại với người bố trước hành vi chậm phát triển trí tuệ của cậu bé kia. Một lát sau, cậu bé lại tiếp tục phấn khởi gọi: "Bố, bố ơi, nhìn lên trời xem mây đang chạy theo chúng ta này." Cặp vợ chồng trẻ lúc này nhịn không được nữa, lên nói với bố cậu bé: "Sao anh không dẫn con anh đến một bác sĩ giỏi, nhờ người ta chỉ chứng chậm phát triển trí tuệ cho cậu bé?" Người bố chỉ mỉm cười đáp: "Chúng tôi mới từ bệnh viện về." Cặp vợ chồng lập tức phán định trình độ bác sĩ ở đó thật sự quá kém. Lúc này, ông bố như hiểu được suy nghĩ của họ và nói thêm: "Không đâu, vị bác sĩ đó rất tài năng. Con trai tôi kể từ khi sinh ra đến nay đều chưa từng nhìn thấy được vật gì, vậy mà nay nó có thể nhìn thấy cả thế giới." Câu nói của người bố khiến đôi vợ chồng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Câu chuyện trên là ví dụ cho việc nói năng tùy tiện về những việc mình chưa hiểu rõ, không phải chuyện gì. Chỉ cần qua vài đánh giá bằng mắt thường, bạn cũng có thể biết rõ nội tình bên trong. Khi chúng ta sống trong thế giới này, mỗi người đều có những việc bất đắc dĩ riêng. Khi chúng ta chưa hiểu về con người hoặc hoàn cảnh của họ, đừng nên dễ dàng đánh giá một người nào đó chỉ vì chúng ta nhìn thấy bề ngoài của họ là như thế. Nếu bạn không hiểu, hãy im lặng, vì bạn không bao giờ biết được người khác đã từng trải qua điều gì. Kỹ năng thứ tư, những chuyện tranh luận nói bình tĩnh. Xưa kia có một người dọn phân, một người bổ củi và một người ăn xin gặp nhau. Ba người không có việc gì nên ngồi tán gẫu. Người ăn xin nói: "Nếu là hoàng đế thì các anh sẽ làm gì?" Người dọn phân nói: "Nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ lệch tất cả phân ở phố này đều quy về tôi."
Ai mà đến hót thì tôi sẽ sai quân quân đến bắt ngay. Người bổ củi nói, nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ đi đánh một cái búa bằng vàng. Hàng ngày dùng búa vàng này bổ củi. Cuối cùng người ăn xin nói, nếu tôi làm hoàng đế tôi sẽ không làm gì cả. Ngày ngày ngồi bên bếp lửa ăn khoai lang nướng. Trong cuộc sống, niềm vui của mỗi người và nỗi buồn của mỗi người không giống nhau. Tương tự, quan điểm và cách lý giải của mỗi người về cùng một sự việc cũng không giống. Thế nên không nên vì muốn cả thế giới hiểu mình mà cố chấp tranh luận vô ích với những người không xứng đáng. Con người phân chia theo quần thể, con vật tụ tập theo loài. Giữa người với người có thể cùng nhau là vì thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan giống nhau, có tiếng nói chung. Giao tiếp với người không cùng tầng thứ thì mất công sức, vô ích trong thời gian dài. Bạn nói không phải là họ không nghe rõ, mà là nghe không hiểu. Bởi vì mỗi người có quan niệm nhân sinh, quan niệm giá trị khác nhau. Đối với cùng một việc thì tiêu chuẩn đánh giá là lại khác nhau. Nếu bạn thực sự đã làm đúng vậy, không cần giải thích với tất cả mọi người, cũng không cần tranh luận với bất kỳ ai. Dù bạn có tranh cãi bao nhiêu lần, cả thế giới cũng không vì thế mà đối xử tử tế với bạn. Có người đồng tình, ắt có người phản đối. Như Lỗ Tấn từng nói, niềm vui và nỗi buồn mỗi người không giống nhau. Tương tự quan điểm và cách lý giải của mỗi người về cùng một sự việc cũng không giống. Có một số người vì thấy có người đi ngược lại với ý kiến của mình nên vội vàng tranh luận, gay gắt khăng khăng bảo vệ quan điểm. Đây là cách xử sự không lý trí. Chúng ta nên học cách giữ một cái đầu lạnh để đối mặt với những vấn đề nan giải. Có đôi lúc không tranh cãi đúng sai không phải vì bạn hèn nhát, yếu đuối vô năng, mà vì bạn hiểu rõ người nào xứng đáng để giải thích, người nào không cần thiết để bạn lãng phí cảm xúc. Người trưởng thành nên biết có một loại khôn ngoan gọi là không tức giận. Cuộc sống này thiên biến vạn hóa, hoàn cảnh luôn thay đổi. Một người khôn ngoan chân chính có thể giữ bình tĩnh khi xảy ra sự việc, không tức giận, không suy nghĩ buông bỏ, không hỗn loạn, không vướng mắc, duy trì tâm thái bình yên, có thể thoát ra khỏi mây mù và bước tiếp. Kỹ năng thứ 5, những chuyện sau lưng người khác nói càng ít càng tốt. Khi trò chuyện, chắc chắn chúng ta sẽ không thể tránh được việc nói đến người thứ ba và đối tượng được nhắc đến. Không có mặt trực tiếp trong buổi nói chuyện, mọi người đều có một cái miệng để có thể giao tiếp. Vì vậy, những điều sau lưng người khác, sau khi thêm mắm giảm mối, sẽ trở thành nhiều dị bản và thậm chí trở thành tin đồn thị phi. Nói điều thị phi đã là không nên, nói điều thị phi sau lưng người khác lại càng là điều khó chấp nhận hơn. Đó là lý do người xưa luôn coi những kẻ thích nói lời thị phi, nói xấu sau lưng người khác là hạng tiểu nhân nhỏ mọn. Đa phần những người hay ngồi lê đôi mách vài câu chuyện thị phi mua vui cho bản thân mình thì thường là những người vô công dỗi nghề, khó thành công trong cả cuộc sống lẫn trong sự nghiệp. Thay vì bắt đầu một câu chuyện không đầu không cuối, mục tiêu nhắm đến bàn tán người khác để mua vui chính mình, thì người khôn ngoan sẽ chọn cách trau dồi tri thức, thư giãn bản thân, chăm sóc gia đình, tức là tập trung vào việc hoàn thiện bản thân hơn. Nói chuyện chính là một nghệ thuật hay cách nói khác. Nó phản ánh cách sống của chính bạn. Nếu là người khôn ngoan hiểu chuyện, hãy hết sức thận trọng với câu chuyện mình nói, thứ mình làm để giữ đẹp lòng người, tránh gây tổn thương cho người khác. Nói sau lưng người khác là điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn có thể bớt nói vài lời, càng ít nói càng tốt. Hoặc bạn có thể chuyển chủ đề kịp thời và không đi sâu vào vấn đề đó. Đặc biệt là nếu những lời bạn hạ bệ người khác thì đừng bao giờ nói. Kỹ năng thứ 6, những chuyện về bản thân nói khiêm tốn. Có câu khiêm tốn làm cho con người tiến bộ, kiêu ngạo làm cho người ta thụt lùi. Khiêm tốn ở đời có nghĩa là biển học vô bờ. Bạn có thể giỏi giang ở hiện tại, nhưng đó là chưa đủ để khoe khoang. Cần biết ẩn mình để có thể nâng cao năng lực bản thân. Hơn nữa, đặc biệt càng là những chuyện về bản thân, càng cần phải nói với một thái độ khiêm nhường, khoe khoang. Chỉ khiến bạn càng dễ gặp rắc rối hơn mà thôi. Người thực sự có năng lực không cần tự chứng minh bản thân. Chính kết quả công việc sẽ tạo nên chỗ đứng vững chắc cho bạn. Khi đó không cần phô trương, khả năng cũng sẽ tự bộc lộ. Phát huy để phát triển sự nghiệp, đó mới là lựa chọn đúng đắn. Để con đường thành công dài hơn, nhà bác học vĩ đại Einstein có một câu nói rất hay. Tôi chỉ là một người bình thường, như bao người khác thôi. Cũng sống và làm công việc mình yêu thích,
sao lại gọi tôi là người nổi tiếng? Xung quanh cuộc sống thực tại, bạn dễ dàng nhận ra những người càng có tiền, càng là những người khiêm tốn. Họ nói chuyện luôn rất ôn hòa, trên khuôn mặt luôn niềm nở. Khi có mâu thuẫn xảy ra với mọi người, họ sẽ cố gắng lựa chọn nhường bộ. Có thể bây giờ bạn nghĩ mãi không hiểu tại vì sao. Nhưng hy vọng rồi, một ngày bạn sẽ hiểu rằng đây mới là trí tuệ của cuộc sống, đức tính khiêm tốn từ những công việc, hành động nhỏ nhất. Học đức tính hòa nhã, đừng vội vàng cho thành công của mình là lớn vĩ đại, lớn lao. Có như vậy thì cuộc sống con người sẽ chan hòa hơn. Hãy ra sức tu dưỡng rèn luyện bản thân có lòng khiêm tốn. Đó là một cách để chúng ta tiến gần đến thành công hơn. Khiêm tốn giúp bản thân chúng ta không kiêu ngạo. Khi đứng trên đỉnh cao vinh quang, người dạy đức khiêm tốn sẽ lấy thành công đó làm động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Vâng, kính thưa quý vị, nói chuyện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng nói chuyện ra sao, nói như thế nào, lại là điều mà chúng ta phải dành cả đời để học. Và trong những gì chúng ta học đó, học cách im lặng cũng là một trong những bài học vô cùng quan trọng, bởi nó cũng chính là một trong những biểu hiện của cách ứng xử khôn ngoan trong nhịp sống hiện đại, nơi mà mỗi giây đều trôi qua trong âm nhạc của cuộc sống hối hả. Sự im lặng trở thành một khoảnh khắc hiếm hoi, một khoảng lặng đáng quý. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng sự im lặng không chỉ là một tình thái, mà còn là một cách ứng xử khôn ngoan, là một ngôn ngữ mà chỉ những người thực sự sâu sắc và nhạy bén mới có thể hiểu được. Sự im lặng không phải là sự thiếu hụt từ ngôn ngữ, mà là một cách để ta lắng nghe cảm xúc sâu thẳm bên trong, cũng như để tránh những lời nói vô nghĩa có thể làm tổn thương hay tạo ra những hệ lụy không mong muốn. Trong im lặng, chúng ta có thể tìm thấy sự mạnh mẽ, sự kiên nhẫn và sự sáng tạo. Nó không chỉ là sự tránh né, mà là cách để ta nắm bắt tâm hồn của bản thân và người khác một cách sâu sắc hơn. Trong xã hội hôm nay, nơi mà thông tin đổ về chúng ta như mưa rào, sự im lặng là một phương tiện để ta lọc lấy những điều quan trọng nhất. Nó là khoảnh khắc chúng ta có thể tận hưởng sự hiện diện, đồng thời tạo ra không gian cho sự sáng tạo và tư duy sâu sắc. Mỗi người im lặng cũng là một người nắm bắt được tinh thần của thời đại, giữ vững tâm hồn, giữ biển cả tri thức không ngừng lăn tăn. Im lặng là một thuật ngữ thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, mỗi người hiểu theo một cách khác nhau, mỗi khái niệm được nêu ra với những góc nhìn khác nhau, và do vậy nội hàm của khái niệm này cũng rất khác nhau. Dưới phương diện giao tiếp thì ta có thể định nghĩa cụm từ im lặng như sau. Im lặng là sự nín nhịn, chịu đựng trong những tình huống giao tiếp căng thẳng, không tham gia vào những cuộc cãi vã không cần thiết. Im lặng là vàng, câu tục ngữ trước hết là lời khuyên quý báu, nhắc nhở mỗi con người nên biết cách im lặng, tránh những va chạm không cần thiết. Người xưa có câu, học nói thì chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời. Và đó cũng là lý do mà mỗi người có 2 cái tai để nghe, nhưng chỉ có 1 cái miệng để nói. Khi mâu thuẫn đến, mỗi lời nói ra trong lúc không kiểm soát đều có thể trở thành những lưỡi dao gây tổn thương người khác. Bởi vậy, im lặng đôi khi còn giá trị hơn cả vạn lời nói. Dĩ nhiên, có phải trong tất cả tình huống sự im lặng đều là vàng? Có nên im lặng trước cái ác cái xấu? Có nên im lặng trước cường quyền? Hay có nên im lặng trong các cuộc tranh luận khi mình có những suy nghĩ chín chắn, khách quan về vấn đề đó? Trong các tình huống đó mà mình im lặng, tức là mình đánh mất bản thân và đang thỏa hiệp với cái ác cái xấu. Vậy trường hợp nào nên im lặng? Titago từng nói, im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói. Còn Martin Luther King lại phát biểu, cuộc sống chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng. Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan của con người trong cuộc sống. Từ nền tảng của sự im lặng khôn ngoan đó, con người sẽ biết nên nói lúc nào và nói những gì. Im lặng là không nên nói trong những lúc không cần thiết, vì lời nói đó có thể đem lại tai họa cho bản thân hoặc làm tổn hại đến người khác. Im lặng là một cách xử thế khôn ngoan, vì im lặng để giữ bí mật cho quốc gia, cho công việc, cho một ai đó. Im lặng để lắng nghe người khác, để học hỏi, để thể hiện sự tôn trọng. Im lặng để thể hiện sự điềm tĩnh, suy nghĩ chín chắn, nhận thức bản thân, cuộc sống trước khi nói hay hành động. Im lặng để giữ hòa khí trong những xung đột va chạm.
Im lặng còn là cách thể hiện thái độ đồng tình hay. Phản đối trước một vấn đề nào đó, im lặng để đồng cảm. Sẻ chia với những nỗi đau của người khác, im lặng để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình. Để di dưỡng tâm hồn, im lặng còn là yêu thương tha thứ và là cuộc sống. Hãy nhớ rằng, im lặng đôi khi lại là câu trả lời tốt nhất. Cuộc sống chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng. Câu nói của Martin Luther King nói về tác hại của sự im lặng trước những vấn đề hệ trọng, từ đó mong muốn con người cần phải lên tiếng trước những vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia, đời sống con người, liên quan đến cuộc sống gia đình bản thân. Lên tiếng là bày tỏ chính kiến của bản thân trước những vấn đề quan trọng của cuộc sống, là tiếng nói của chân lý, của lẽ phải, của tình yêu đối với con người và cuộc sống. Lên tiếng trước những vấn đề hệ trọng là một cách sống đẹp, vì lên tiếng để khẳng định giá trị, khẳng định bản lĩnh, thể hiện sự chủ động tự tin của bản thân, bày tỏ nguyện vọng mơ ước của mình. Lên tiếng để đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, cái bạo ngược chà đạp lên cuộc sống con người. Lên tiếng để bênh vực cho cái tốt, cái yếu bị chà đạp. Lên tiếng để bày tỏ tình yêu thương, động viên, chia sẻ, giúp đỡ người khác. Lên tiếng để mang niềm vui, tiếng cười cho cuộc đời. Mỗi chúng ta cần nhận thức đúng hoàn cảnh, vị trí của mình, có lý trí sáng suốt, có tấm lòng nhân ái, có trái tim, nhiệt huyết và dũng cảm để biết khi nào cần lên tiếng, khi nào cần im lặng. Im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương. Có thực sự vậy, không có những khi cần phải nói, thậm chí là nói nhiều, để khả dĩ mang lại lợi ích cho người khác, để giải hòa, để hòa hợp và cảm thông, hoặc là để bảo vệ chân lý. Tuy nhiên có đôi khi lại cần im lặng, lúc đó sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Và lúc này chính sự im lặng lại nói nhiều hơn. Đó là đặc ngữ của sự im lặng, một loại văn hóa kỳ diệu nhưng không dễ thực hiện. Sự im lặng của con người thật tuyệt vời, khi ta lắng nghe. Tuy nhiên nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng người, đúng lúc và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Bởi lẽ lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để trong bao. Im lặng là diệu kế những lời nói vô ích, nếu không thì có thể phản tác dụng. Timen nói rằng, người khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu. Đó chính là giá trị của sự im lặng, để rồi được ví như im lặng là vàng. Đó chính là giá trị của sự im lặng, nhưng khi nào nên im lặng? Kính mời quý vị hãy cùng tham khảo một số trường hợp được kể đến ngay sau đây. Trường hợp thứ nhất, thái độ đố kỵ ghen tị. Với người khác đừng nói lời đồn đại. Thái độ đố kỵ ghen tị là thù ghét những ai hơn mình, được nhiều quyền lợi hơn mình. Khi đi học, người ta thường tỏ sự ghen ghét với người học giỏi hơn họ. Khi đi làm, đố kỵ với người giỏi chuyên môn, được tín nhiệm, đạt nhiều danh hiệu, kiếm nhiều tiền hơn mình, có địa vị cao hơn. Chính sự khó chịu, bực bội trong lòng là nguyên nhân của sự đố kỵ. Người có tính ghen tị sẽ có rất ít thời gian để nhận ra và hưởng thụ nhiều điều tốt đẹp từ cuộc sống. Chính tinh thần và thể chất của họ bị tổn hại, bị chìm ngập trong các cảm xúc tiêu cực như buồn bực, lo lắng, căm ghét, cảm giác tự ti, khiến họ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nhà văn Ban Rất đã từng nói, người có tính ghen tị đau khổ hơn bất cứ một người bất hạnh nào, bởi hạnh phúc của người khác cộng với sự bất hạnh của mình làm cho ta đau khổ gấp nhiều lần. Trước sự thành công của đối thủ, hãy bình tĩnh, tự tin và lạc quan. Bạn không được nản lòng, không được nhụt chí trước những điều chưa đạt được. Luôn tin tưởng ở bản thân, ở tương lai chính mình. Hãy nghĩ rằng bảy bại là mẹ thành công. Chỉ cần ta có dũng khí đứng thẳng trên đôi chân mình thì thế nào cũng đi đến đích. Ghen tị là một tật xấu mà rất nhiều người gặp phải. Ghen tức tật đố sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể và tinh thần của một người. Nó sinh ra lòng thù hận hại người hại mình. Nếu muốn được những điều tốt đẹp, hãy tự nhắc nhở bản thân hành thiện, làm việc tốt, đối mặt với người hơn mình. Không nên ghen tị đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ, bởi vì thực ra hại người cũng chính là hại mình. Trường hợp thứ hai, khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng ngạo mạn. Khi được người khác khen ngợi, khẳng định năng lực chính là khi bạn làm tốt mọi lĩnh vực nào đó. Nhưng kỳ thực, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Đừng nên vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn.
tự đại mà mê lạc mất bản thân, người nói lời quá ngông cuồng, ngạo mạn thì chỉ nhận được sự chán ghét của người khác, và họ sẽ dần dần rời xa bạn. Hãy nhớ kỹ rằng để có được thành công, ngoài bản thân bạn ra, còn có rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Người xưa có câu, nước có thể dâng thuyền lên, nhưng cũng có thể làm thuyền lật. Câu nói này thực sự có đạo lý. Trường hợp thứ ba, khi người khác buồn phiền đau khổ, biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là động thái của người có giáo dưỡng tri thức, biết điều cư xử và thấu cảm. Không gì vô duyên hơn. Khi người khác khóc mà mình lại cười, hoặc ngược lại, sự lệch pha đó khả dĩ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo. Chẳng hạn có những người khóc bằng nước mắt, có người khóc bằng sự im lặng, có những người khóc bằng tiếng gào thét. Em vẫn cứ lặng lẽ dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên. Em vẫn cứ lặng lẽ mang yêu thương đặt vào con tim ấy. Em vẫn cứ lặng lẽ đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em. Không phải em không cố gắng, mà những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những bầy vọng đau thương. Trường hợp thứ tư, khi người khác suy tư lao động trí óc, sự im lặng là vương quốc của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những việc kiệt tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm. Văn hào cô tơ xác định, tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn trí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của dông tố cuộc đời. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng đừng phá khoảng riêng của họ, sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Trường hợp thứ năm, khi người khác không hiểu mình, không có ai nhìn thấy bạn đang khổ sở thế nào đâu, không có ai biết bạn đang ra sao đâu. Những người xuất hiện bên đời bạn, họ không nhất thiết phải hiểu cho nỗi lòng của bạn, bởi vì chúng ta sinh ra đã là một bản thể riêng biệt. Họ có suy nghĩ của họ, việc của bạn, chỉ khi đặt lên người họ thì họ mới biết cảm giác đó, còn không họ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Vậy nên đừng cố tìm mọi người hiểu mình. Khi chưa được hiểu, chúng ta cần cởi mở và hòa đồng để người khác có thể hiểu mình hơn, dù không thể hiểu hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự không hiểu nổi hoặc không muốn hiểu thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những gì bạn nói có thể gây dị ứng hoặc hiềm thù. Trường hợp thứ sáu, khi người khác nói về vấn đề mình không am hiểu, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết. Hoặc mơ hồ đừng ảo tưởng là mình là bách khoa tự điển. Nhà bác học Edison nói, điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương. Còn hiền triết Secret thừa nhận, tôi không biết gì cả. Đó là điều tôi biết rõ nhất, chỉ là người bình thường. Chúng ta càng cần khiêm nhường mà biết im lặng. Trường hợp thứ bảy, khi người khác khoe khoang lý sự, thông rỗng kêu to, càng hiểu biết người ta càng ít nói. Thâm trầm và cảm thông, trong bốn phép toán, phép trừ là dễ nhất nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là đặc điểm của đầu óc nông cạn. Thiền cận dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khiếm khuyết của mình. Trường hợp thứ 8, khi người khác không cần mình góp ý kiến, đừng bao giờ xía vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Và lại nói nhiều thì sai nhiều, nói thiên lệch thì mất lẽ chính, nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối, nói xiên xẻo rồi đến chỗ sai trái, nói giấu giếm sẽ đến chỗ cùng. Diệp Bồng nói, đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ và là cuộc sống. Trường hợp thứ 9, sự im lặng sẽ đổi lấy câu trả lời bạn đang muốn nghe. Khi bạn đang vặn hỏi người yêu mình câu hỏi gì đó và không nhận được câu trả lời như mong đợi, đừng vội tạo áp lực bằng cách hỏi dồn. Những câu hỏi dồn liên tục sẽ khiến người đối diện muốn phản kháng bằng cách tiêu cực. Thay vào đó, giữ im lặng và nhìn sâu vào mắt đối phương là chìa khóa vàng, đem lại lợi thế cho bạn. Những khoảng im lặng sẽ khiến người yêu bạn phải suy nghĩ, tìm gì đó để nói tiếp hoặc trả lời như thế nào cho hợp lý, cũng như khiến họ giật nảy mình. Mẹo này cũng rất hữu ích khi bạn đang trong những cuộc nói chuyện căng thẳng hoặc khó khăn khác. Tôn Tử dạy im lặng lắng nghe, ghi nhớ hành động và khôn ngoan là năm công bằng khác nhau của trí tuệ. Có thể coi đây là năm cung sống của cuộc đời. Có đôi khi bạn cần im lặng, lúc đó sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Và lúc này chính sự im lặng lại nói nhiều hơn. Đó là đặc ngữ của sự im lặng, một loại văn hóa kỳ diệu nhưng không dễ thực hiện.
vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói, trong cuộc sống, rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng, bởi vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung. Để nghe rõ những gì người khác nói, thậm chí họ dành nói như để tận dụng. Hết thời gian gặp nhau, sự thiệt thòi, khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện, thì vậy cuộc sống là muôn màu. Ngày xưa ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra cà phê với bạn thì lắm nỗi niềm, lúc nào cũng muốn nói ra muốn chút xuống, có khi quá cao trào bi đát khóc thương. Nghĩ lại ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa, thậm chí hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó. Về quan điểm, người sai rồi ta đúng rồi ta được gì trong đúng sai đó. Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có, nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người. Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người. Thành ra người lớn chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ. Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời gian trẻ, rồi mới tìm rồi thở dài. Có lẽ họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích cần gì người khác hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng, đa phần người ta than thở hoặc nóng nảy, và cố gắng chắp vá chồng chéo tất cả vào nhau, rối tung mệt mỏi chán nản, trách đời bất công sao ông trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia. Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó, người ta đã âm thầm đi tìm luôn kiên nhẫn và im lặng. Giá trị của im lặng quý như vàng, giá trị của lời nói ra cũng quý như vàng. Trong trường hợp nào cần không nói, giữ im lặng và nói ra khi nào, lên án thói xấu nói lắm nói nhiều, nói bừa và nói không đúng lúc đúng chỗ, lên án thái độ sai lầm giữ im lặng, ngại nói và sợ nói ra của con người Việt Nam. Im lặng còn là yêu thương tha thứ và là cuộc sống. Thanh niên hiện nay cần học cách giao tiếp và học cách giữ lời nói, cách bảo trọng nhưng cũng mạnh dạn và dũng cảm, lên tiếng khi nào cần thiết và biết giữ im lặng, biết nói lời đúng lời hay. Kỹ năng nói gắn liền với kỹ năng nghe. Trong bốn động thái của con người nghe nói, đọc, viết thì nghe là động thái có tỷ lệ thời lượng nhiều nhất, 53%, sau đó là nói 38%, cuối cùng viết 14%. Có câu 3 tuổi đủ để học nói, nhưng cả cuộc đời không đủ để lắng nghe. Nhưng thực tế, con người lại quá chú tâm vào việc học nói, học viết mà quên mất rằng nghe mới là điều quan trọng nhất. Người ta thường nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương, hoặc nói là gieo nghe là gặt, là câu tục ngữ rất đúng với cuộc sống hàng ngày. Bạn không thể nói khi bạn chưa nghe, chưa hiểu về câu chuyện bạn đang muốn nói. Và kỹ năng lắng nghe cũng là một kỹ năng quan trọng. Trong Đắc, Minh Triết, người hạnh phúc nhất là người biết lắng nghe tốt nhất. Giống như Ralph Waldo Emerson từng nói, người hạnh phúc là người lắng nghe, kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ. Lắng nghe không phải là bản năng mà là nghệ thuật, khả năng cần phải rèn luyện lâu dài. Lắng nghe chính là hùng biện nhất, song rất ít người biết được điều đó. Trong giao tiếp với nhau, chúng ta thường tranh nhau thể hiện, mà thật ít người tranh nhau để lắng nghe. Việc lắng nghe tốt giúp ta rất nhiều trong cuộc sống. Một là nó giúp người khác thấy được, tôn trọng khi bạn chăm chú lắng nghe những gì của họ nói. Hai là tạo sự thiện cảm với đối tác. Ba là giúp bạn thấu hiểu được người khác và đánh giá họ một cách đúng đắn hơn. Bốn là giúp bạn thấu hiểu vấn đề một cách kỹ càng trước khi nói hay phát biểu. Năm là giúp bạn tư duy, rèn luyện khả năng tập trung. Sáu là lắng nghe tốt cũng đồng thời giúp bạn nói tốt. Lắng nghe đóng vai trò rất quan trọng trong công việc. Lắng nghe giúp ta học hỏi kinh nghiệm, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, tính cách, sở thích, thói quen của đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và những người xung quanh. Từ đó tạo sự gắn kết, hợp tác và tăng hiệu quả công việc. Trong cuộc sống, lắng nghe giúp ta xây dựng và phát triển tốt cho các mối quan hệ. Trong giao tiếp, ai cũng thích được người khác lắng nghe, đặc biệt là phụ nữ, thường sống tình cảm và thích giãi mày. Phụ nữ thường cố chiều lòng những người khác mà không lắng nghe chính mình. Làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, chẳng qua vì yêu nhau mà họ lắng nghe. Để thấu hiểu, cần học cách hiểu người để người hiểu mình. Học một chút nhường nhịn, học một chút nhẫn nại,
thêm một chút hy sinh về nhau, thì tình yêu đôi lứa sẽ bền vững thế thôi. Nếu biết lắng nghe, cuộc nói chuyện sẽ trở nên thoải mái say sưa. Như vẻ lắng nghe giúp hiểu nhau thân thiết gắn bó và tin tưởng nhau hơn. Theo thống kê của các nhà xã hội học, trung bình một ngày ta dành 53% thời gian để lắng nghe, nhưng hiệu suất chúng ta thu được chỉ có 25-30%. Vậy điều gì làm ta nghe không hiệu quả? Thật ra việc lắng nghe chưa hiệu quả cũng do ảnh hưởng từ môi trường sống và thói quen của chúng ta. Từ nhỏ đã được sống trong môi trường học tập, đã được rèn luyện kỹ năng lắng nghe, nhưng sau đó bạn quên đi, mất hoặc không hứng thú với việc học tập, kỹ năng lắng nghe cũng không phát triển. Thái độ nghe chưa tốt, do cái tôi của người nghe quá lớn, cứ cho rằng mình là người biết tất cả rồi. Những vấn đề của họ chẳng thấm vào đâu so với mình, nên không cần quan tâm đến vấn đề mà người khác đang nói. Hay tiêu cực hơn là chỉ cần chăm chăm lắng nghe, tìm lỗi sai của đối tác để phản bác lại. Nghe không nỗ lực tập trung, nghe thấy là bỏ quá trình tự nhiên. Còn lắng nghe là sự tập trung và chú ý, hay làm những việc khác. Trong lúc lắng nghe, thiên kiến là một phản ứng tức thời để minh chứng rằng điều người khác thì sai còn mình thì đúng. Để bảo vệ tự trọng, họ sẵn sàng xuyên tạc thông tin bằng cách loại bỏ bất cứ cái gì không theo quan điểm của mình. Nghe phục kích, cách nghe này không học hỏi điều hay lẽ phải, mà lại làm xấu đi quan hệ giữa người nghe và người nói. Những người thành công trong cuộc sống cũng như trong lắng nghe, vì họ luôn luôn đãi cát tìm vàng, gạn đục hơi trong thấy cơ hội trong khó khăn, nghe phòng thủ, bởi vì rất ít khi người khác gọi ta đến để khen, mà chỉ trách mắng. Điều này tạo nên thói quen nghe phòng thủ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc lắng nghe, võ đoán ngộ nhận. Đôi khi mới nghe chủ đề đã ngộ nhận rằng ta biết rồi, nhưng thực tế, nội dung trình bày chưa chắc đã là điều chúng ta biết. Không gian và thời gian chưa hợp lý. Một trong những điều làm bạn không thể lắng nghe tốt là do môi trường xung quanh, hoặc bạn gặp đối tác vào giờ cao điểm, lúc mà bạn còn rất ít thời gian để lắng nghe, không chuẩn bị để nói một điều gì. Ta cần chuẩn bị kỹ tất cả các phương án, vậy mà trong giao tiếp ta chưa bao giờ chuẩn bị lắng nghe cả. Không chuẩn bị là chuẩn bị cho bảy bại. Đó chính là nguyên nhân làm ta nghe kém hiệu quả. Chúng ta thường lắng nghe người khác nói với một trong bốn thái. Độ sau làm ngơ, thái độ này khó có thể gọi là lắng nghe. Giả vờ lắng nghe, có thể buông những lời cảm thán như vâng à hả, hay đấy xen vào câu chuyện của người khác, nhưng thực ra không hề chú tâm. Lắng nghe, chọn lọc, tức là chỉ nghe một phần của cuộc đối thoại. Chăm chú lắng nghe, tức là tập trung toàn bộ vào những lời người khác đang nói. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta biết cách lắng nghe. Với mức độ thứ 5, mức độ cao nhất của sự lắng nghe, lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe có suy nghĩ, nghĩa là bạn lắng nghe với ý định đối đáp để kiểm soát, để điều khiển người khác. Còn lắng nghe và thấu hiểu là mô thức hoàn toàn khác. Đó là lắng nghe với mục đích trước hết để thực sự hiểu được đối phương. Lắng nghe và thấu hiểu không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận, suy tư hay hiểu rõ những gì được nghe. Theo tính toán của các chuyên gia về giao tiếp, trong thực tế, chỉ có 10% giao tiếp chúng ta thông qua lời nói, 30% được thể hiện qua âm thanh và 60% qua ngôn ngữ và cử chỉ. Điều bộ, khi lắng nghe thấu hiểu, bạn không chỉ nghe bằng tai, mà quan trọng hơn bạn còn nghe bằng mắt và cả con tim. Bạn lắng nghe để cảm nhận, để giải nghĩa, để hiểu hành vi của người khác. Bí quyết lớn nhất của thành công là lắng nghe ý kiến của người khác một cách thành thật. Một người có thể thành công trong hầu hết mọi việc nếu anh ta lắng nghe, thấu hiểu và thành thật, quan tâm đến người khác một cách nhiệt tình, thay vì dựa vào kinh nghiệm chủ quan của mình, để nhìn nhận, lý giải những suy nghĩ, tình cảm, động cơ và hành vi của người khác. Ta sẽ dựa vào thực tế khách quan. Kính thưa quý vị, sống ở đời khi nghĩ về sự yên lặng, chúng ta thường nghĩ đến sự cô đơn, đôi khi là sự bảy thế, hoặc là những lúc tâm trạng rất không tốt. Nhưng với người theo tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, những giờ phút yên lặng rất cần cho đời sống tâm linh. Trước những tiếng ồn của cuộc sống, khi chúng ta đánh mất liên lạc với sự yên ắng, ở nội tâm chúng ta sẽ đánh mất liên lạc với chính mình. Khi chúng ta đánh mất liên lạc với chính mình, chúng ta sẽ tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng. Trong thời gian này, tất cả mọi người đang ở trong sự yên lặng. Tôi đã suy sách nói minh triết về ý nghĩa của sự yên lặng. Tôi nhận ra,
biết bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy khó khăn, để chỉ đơn giản là khiến chính mình trở nên yên lặng. Ý của tôi là rất khó để thực sự tắt hết những tiếng nói, đòi hỏi và những rung động bên ngoài, khiến những suy nghĩ lý luận của chúng ta cứ xoay vòng. Chúng ta sống trong một thế giới có quá nhiều sự kích thích, quá nhiều tiếng ồn. Tôi thường tự nhổ trong lòng mình, thật ngạc nhiên khi bản thân mình lại nghe thấy chính suy nghĩ của mình giữa những sự ồn ào đang diễn ra xung quanh. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cảm nhận nội tại về chính tự thân mình, tức bản chất chân thật của chúng ta là gì? Bản chất ấy không thể tách rời khỏi sự im lặng. Sự im lặng chính là bản chất chân thật của chúng ta. Vậy sự im lặng đó là gì? Đó chính là không gian ở trong chúng ta, là khả năng nhận thức. Từ đó những chữ trên trang giấy này được tạo thành khái niệm và trở thành những ý nghĩ ở trong đầu của chúng ta. Nếu không có khả năng nhận biết đó, sẽ không có khái niệm, không có ý tưởng, không có thế giới, thì không còn biết bản chất chân thật của mình. Chúng ta thường tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng, tức là chúng ta chạy theo những cái được mất, hơn thua những đấu tranh giành, giật với nhau trong đời sống, trong những thói quen nghiện ngập để lấp đầy sự trống vắng. Khổ đau của một con người đã đánh mất gốc rễ, cội nguồn chúng ta thiếu bên trong, nhưng chúng ta lại chạy ra ngoài để kiếm thứ Bồ Tát. Và ở chỗ trống, sự yên lặng không đơn giản chỉ là tách bạch âm thanh, sự không có bất kỳ một tiếng nói gì ở trong đầu, sự cảm thấy như thể một mình là đầy đủ rồi, một mình cảm thấy bình an, thoải mái và không cần thêm bất cứ yếu tố nào khác. Sự yên lặng đích thực là sự yên lặng từ trong nội tâm, chứ không phải là sự yên lặng bên ngoài. Sự yên lặng rất quan trọng vì mọi sự mang tính rỗng. Không có như vậy thì mọi thứ mới được chứa vào, tràn vào. Con người vốn có lỗ tai quen âm thanh giờ yên lặng quá, chúng ta chịu không được, vì không gian yên lặng đánh thức rất nhiều sự bất an bên trong chúng ta. Nhưng sự yên lặng chính là sự kết nối với chính bản thân. Khi chúng ta hiểu cái tôi, gần cái tôi thì không bao giờ chúng ta cảm thấy bất an. Chỉ khi mình cảm thấy xốn xang, lòng mình không tĩnh, dường như có gì đang diễn ra mà mình không kiểm soát được, nó nằm ngoài tầm của mình, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy nôn nao, bẩn loạn, xung đột. Bí quyết của sự im lặng tức là giờ nào việc nấy tập trung, chúa mộc vào duy nhất việc đó thôi, hầu như toàn bộ tâm trí của mình đặt để trong sự vật đó, sự tập trung cao độ. Vì khi chúng ta tập trung thì người ta có cảm giác chúng ta lắng nghe người khác, chúng ta không thể thực sự lắng nghe người khác nói. Khi trong đầu chúng ta có nhiều suy nghĩ mà chỉ nghe âm thanh thôi, không nắm bắt được ý nghĩa sâu xa, sự yên lặng của chúng ta có một năng lượng khủng khiếp, một ảnh hưởng rất ghê gớm, ảnh hưởng thật sự đến người ngồi trước mặt mình. Nếu thật sự yên lặng, có chú ý, thì năng lượng đó thường là năng lượng tích cực. Nó mang tính quan tâm, chăm sóc, chữa lành cho người khác. Đó là sự yên lặng hùng tráng, sự yên lặng của tâm, của lòng. Tiếng nói của nội tâm chính là sự yên lặng, một sự yên lặng nội tại sâu lắm, để dẹp yên tiếng gào thét của đam mê, dục vọng của ngoại trần xâm nhập vào trong tâm thức. Khi tiếng nói nội tâm của mình được vang vọng, trong chiều hướng thăng tiến của tâm linh, không còn sự chấp thủ, nắm giữ bất cứ điều gì ở đời và một sự oán kết với bất cứ ai đang hiện hữu, khi đó tâm của chúng ta thật sự yên lặng. Một sự yên lặng giúp cho tâm mình thấy biết tất cả. Khi chúng ta ngồi một mình cũng không thấy cô đơn, trống vắng, cảm giác buồn chán. Như cụ Nguyễn Công Chứ từng nói, ở nhà lại muốn ra đi lại muốn ở nhà phi hơn. Con người ngày nay sống đời hiện đại, tiện dụng hơn rất nhiều, nhưng con người dường như lại càng mệt mỏi, đau khổ và cô đơn. Rõ ràng nhu cầu được thỏa mãn nhiều hơn, mà con người lại càng đau thương hơn. Trong một thế giới đầy những nhiễu loạn nội tâm, cũng như bên ngoài, điều cực kỳ quan trọng là cho phép đầu óc của chúng ta được nghỉ ngơi. Điều đó có nghĩa là an định suy nghĩ chậm hơn. Và điều đó chỉ có thể đến được từ việc hành thiền tĩnh lặng và thiền định. Những nhiễu loạn nội tâm không ngừng này, kết hợp với nhịp sống bên ngoài vội vàng và bận rộn, có thể là một công thức do thảm họa. Vì nền văn hóa của chúng ta rất khó để tìm ra sự yên lặng, chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để chống lại nỗi sợ sự yên lặng. Có quá nhiều người vì để có cuộc sống sung túc mà bận rộn tối mặt, từ rạng sáng đến giữa đêm, không có chút thời gian riêng tư nào cho bản thân yên tĩnh và suy xét nói minh triết hay cảm thụ về thế giới này.
mà khi tâm không tịnh dù cơ hội có đến đi nữa, cũng chỉ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi và cô đơn bất tận. Loại yên tĩnh này không còn là khoảnh khắc đem lại niềm vui và an ổn cho tâm trí nữa, mà chỉ là những nỗi đau và sự trống rỗng. Hãy gác lại những phiền muộn của cuộc sống, lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn của chúng ta và trò chuyện với nó để sống cuộc đời trầm lặng chất lượng cao. Một người có nội tâm càng yên tĩnh càng có thực lực, làm việc gì cũng dễ thành công. Hơn nữa nội tâm cũng rất kiên cường, không vì những lời phiến diện bên ngoài mà dễ dàng gục ngã. Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ, đứng ngoài mọi chuyện. Có người lựa cho mình cách dấn thân. Có người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm. Cuộc sống vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không thể lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, cho không lầm đường. Nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng, nhắm mắt lại tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng, thì chúng ta sẽ tìm được mục tiêu khiến mình muốn kiên định mà tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho chúng ta một con đường, còn chúng ta sẽ tìm được con đường đúng đắn cho bản thân. Tiếng nói của nội tâm bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất. Nó có khả năng mách bảo con tim chúng ta sống, biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục. Từ đó khối óc chúng ta thật sự thông mẫn về trí tuệ, để làm hóa hiện bao nhiêu điều kỳ diệu cho chính mình và cho cuộc sống thêm thăng hoa. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích. Hơn nữa quý vị nhé, những vì sao lung linh tử, những tâm hồn tuyệt vời của quý vị khán giả thân yêu, dưới ánh trăng thanh bình, chúng tôi xin kết thúc những dòng tâm tư bằng lời cảm ơn chân thành nhất. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh sách Nói Minh Triết để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau trân trọng và cùng nhau lan tỏa yêu thương đến mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hãy đăng ký kênh và cùng chúng tôi đi qua những chặng đường đầy hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sắp tới của kênh sách Nói Minh Triết.